Quý vị thân mến, trong các thước tư liệu về ngày thống nhất đất nước năm 1975, ngoài hình ảnh xe tăng của ta húc đổ cổng Dinh Độc Lập, còn có hình ảnh chiến sĩ cắm cờ quân giải phóng lên cột cờ của Bộ Tổng Tham mưu Ngụy quyền Sài Gòn. Trong video này, hãy cùng chúng tôi xem lại giây phút hấp hối của Bộ Tổng Tham mưu Quân lực Việt Nam Cộng Hòa và câu chuyện về người cắm lá cờ giải phóng lên cột cờ của Bộ Tổng Tham mưu Ngụy quyền Sài Gòn, sao huyệt của quân đội Ngụy quyền vào ngày 30 tháng 4 năm 1975. Ba mươi năm năm im lặng của người cựu binh cắm lá cờ quân giải phóng trên cột cờ của Bộ Tổng Tham mưu Ngụy quyền Sài Gòn. Cuộc hành quân thần tốc đánh chiếm Bộ Tổng Tham mưu Ngụy. Giữa tháng 4 năm 1975, trên tất cả các hướng chiến trường, quân ta bắt đầu đánh, tạo thế và cài thế chiến lược. Ngày 18 tháng 4, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 1 giao nhiệm vụ chính thức cho Sư đoàn 320B thần tốc táo bạo đánh thọc sâu vào Sài Gòn. Ngay đêm hôm đó, từ phía nam thị trấn Đồng Xoài, các chiến sĩ của Sư đoàn Đồng Bằng di chuyển đội hình vào khu vực sông Bé chuẩn bị triển khai lực lượng tiến công. Ngày 26 tháng 4, tại Sở Chỉ huy, các đơn vị chủ chốt chính thức nhận nhiệm vụ hiệp đồng đánh chiếm Bộ Tổng Tham mưu, Tiểu khu Gia Định và Bộ Tư lệnh các binh chủng của Ngụy. Kế hoạch như sau, Sư đoàn sẽ tiến công theo hướng thọc sâu vào Sài Gòn Gia Định, tiến theo đường Bình Chuẩn, cắt ngang đường 8 xuống Lái Thiêu, vượt sông Sài Gòn. Ngay đêm hôm đó, toàn bộ sư đoàn vượt sang phía nam sông Bé tiến vào vị trí xuất phát. Theo phương án, tiểu đoàn 5 sẽ vào Lái Thiêu phối hợp với mũi thọc sẵn bằng cơ giới của trung đoàn, tiến từ Tân Uyên vào, tiêu diệt tuyến tử thủ này, mở đường cho mũi chủ yếu của sư đoàn phát triển vào phía trong. Còn tiểu đoàn 3 thì đánh chiếm cầu Bình Lợi, mở rộng bàn đạp, giữ vững cầu cho trung đoàn vượt sông Sài Gòn đánh thẳng vào Bộ Tổng Tham mưu. Hai tiểu đoàn lặng lẽ hành quân trong đêm. Mặc dù lúc này, tiếng súng tiến công chưa nổ, nhưng trận chiến đã thực sự bắt đầu. Theo đúng kế hoạch vạch ra, 17 giờ chiều ngày 28 tháng 4, trận đánh đầu tiên của Sư đoàn 320B trong chiến dịch Hồ Chí Minh bắt đầu. Các trận địa pháo của ta đồng loạt bắn vào trung tâm quận Lỵ. Đèn điện phụt tắt sau những loạt pháo đầu tiên. Lửa khói bốc cao trên các trận địa. 17 giờ 30, bộ binh nổ súng tiến công vào các chốt của địch. 21 giờ, tiểu đoàn 4 đã làm chủ hoàn toàn khu vực Bắc chi khu Tân Uyên đến Bình Cơ. Cửa mở đã thông, đội hình cơ giới thọc sâu của sư đoàn ào qua đường 16 như một cơn lốc. Tuyến tử thủ Lái Thiêu nằm trên đường 13, cách Sài Gòn 15 km. Chỉ trên diện tích chưa đầy 4 km2, địch đã bố trí ở đây gần 2.000 binh lính trong trung tâm huấn luyện Huỳnh Văn Lương. 3 tiểu đoàn bảo an, 2 chi đoàn xe tăng, 1 tiểu đoàn pháo hỗn hợp. Có thể nói những ngày cuối tháng 4 này ở Lái Thiêu, trên là trời, dưới là lính. Lính từ Sài Gòn ra, từ Bình Dương, Phú Lợi đổ về, khiến không gian nơi đây đã chật chội lại càng thêm phần ngột ngạt. Sau khi nghiên cứu kỹ tình hình địch, quân ta đánh theo chiến thuật luồn sâu kết hợp ém sẵn bằng cơ giới, tiến đánh Lái Thiêu từ hai đầu phía Nam và phía Bắc. 12 giờ đêm, phương án tác chiến được phổ biến tới từng tổ chiến đấu. 3 giờ sáng, các đơn vị báo cáo đã vào vị trí tập kết. 4 giờ 15 ngày 30 tháng 4, cuộc tấn công như vũ bão của các đơn vị quân giải phóng vào trung tâm huấn luyện Huỳnh Văn Lương. Chỉ vài phút sau, quân đội Sài Gòn đã phải treo cờ trắng, phát tín hiệu đầu hàng vô điều kiện. Bọn địch đi thành hàng, đi đầu là chỉ huy trưởng trung tâm Nguyễn Văn Hinh. Gần 2.000 mảnh vải trắng nối nhau, kéo dài, trông như dải băng tang lớn choàng lên cổng trại. Tại sở chỉ huy của địch, trung tá quận trưởng Nguyễn Thái Bình hoảng sợ rút xuống hầm cố thủ nhưng đã bị các chiến sĩ của ta tóm gọn cùng toàn bộ sĩ quan. Sau 2 giờ liên tục tiến công, ta đã hoàn toàn làm chủ Lái Thiêu, mở toang cánh cửa phía Bắc Sài Gòn. Tiến về Sài Gòn. Sau khi chiếm được Lái Thiêu, sư đoàn 320B đưa trung đoàn 48 thọc sâu, phát triển theo đường 13 và Sài Gòn. Trên đường tiến công vào mục tiêu cuối cùng là Bộ Tổng Tham mưu Ngụy, sư đoàn 320B đã lần lượt vượt qua rất nhiều khó khăn, chướng ngại vật mà quân đội Việt Nam Cộng hòa giăng ra. Địch phá hủy cầu Bình Lợi, sau đó bài binh bố trận, tập trung lực lượng giữ cầu Bình Triệu, tạo nên một hàng rào trước cửa ngõ Sài Gòn. Trước tình hình đó, quân ta quyết định tập trung lực lượng xe tăng, thiết giáp, hỏa lực của bộ binh, tổ chức từng đợt xung phong đột kích thẳng vào đầu cầu. Mũi đột kích vừa bắn vừa xông thẳng vào trận địa địch. Trong trận đánh này, nhiều chiến sĩ quân giải phóng đã anh dũng hy sinh. Nhưng những đợt xung phong phía sau lại ào lên, khiến quân Ngụy không dám rời công sự. Phát hiện chỗ yếu của địch, các chiến sĩ bộ binh bí mật luồn sâu vào gần trận địa, bắn cháy hai chiếc M48, án ngữ ngay đầu cầu. Tiếng súng của địch lặng đi đột ngột. Chớp thời cơ này, xe tăng và bộ binh của ta vọt lên đánh chiếm cầu.
điểm cố thủ cuối cùng của quân Ngụy ở phía bắc Sài Gòn đã bị nhổ bật. Sau đó, trung đoàn dùng 16 xe tăng của địch, bắt chúng lái, dẫn đường tiến vào đánh chiếm bộ tổng tham mưu. Người cắm lá cờ quân giải phóng lên cột cờ của bộ tổng tham mưu Ngụy. Người cựu chiến binh mà chúng tôi muốn kể tới trong video này là ông Nguyễn Duy Đông. Ông sinh năm 1952 tại một vùng quê thuộc làng An Định, xã Thụy Văn, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Năm 1972, ông xung phong nhập ngũ và tham gia chiến đấu ở chiến trường Quảng Trị. Đến tháng 10 năm 73, ông được cử đi học ở trường trinh sát. Tháng 2 năm 75, hoàn thành khóa đào tạo, trở về đơn vị. Ông cùng đồng đội nhận lệnh hành quân cấp tốc từ Ninh Bình và miền Nam để chuẩn bị cho chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Trong trận chiến năm đó, đơn vị của ông nhận nhiệm vụ vinh dự là thọc sâu, đánh chiếm và cắm cờ lên nóc nhà của Bộ Tổng Tham mưu Ngụy quyền Sài Gòn. Trong trận đánh vô cùng khốc liệt ngay trước thềm đại thắng mùa xuân năm 75 khi đó, trước sự hung hãn của đám tàn quân Việt Nam Cộng Hòa ở Bộ Tổng Tham mưu, đội của ông gặp không ít khó khăn. Ông kể, đang vướng về vấn đề không biết đường nào để vào mục tiêu đánh chiếm thì ngay lúc đó chúng tôi đã nảy ra ý nghĩ cướp xe tăng địch bắt chúng dẫn vào tận nơi. Và thế là lưng đeo ba lô đựng cờ, trong tình thế nguy cấp, ông từ trên xe tăng lao thẳng xuống đường, dũng cảm chĩa súng AK, bắn liên tiếp vào xe bọc thép của địch và hét to. Hàng thì sống, chống thì chết. Đồng đội nhanh chóng ào lên tiếp sức cho ông. Trước khi thế mạnh mẽ của quân giải phóng và nhận rõ thất bại trước mắt thì bọn lính Ngụy trong xe bọc thép sợ hãi, bật nóc, nộp vũ khí xin hàng. Nhân lúc đó, tiểu đoàn trưởng lệnh cho tên lính Ngụy đang lái xe, dẫn đường cho quân ta đánh thẳng vào Sài Gòn. Quân ta hiên ngang cắm cờ quân giải phóng trên nóc chiếc xe bọc thép của giặc. Bọn lính ngoan ngoãn nghe theo sự chỉ đạo của ta, dẫn đoàn quân qua ngã tư Bảy Hiền, tiến vào bộ tổng tham mưu Ngụy quyền Sài Gòn. 9 giờ 30 phút, cánh quân của ông tiến đến cổng 1 nằm ở gần sân bay Tân Sơn Nhất. Tại đây, địch tập trung hỏa lực mạnh nhất. Sau màn đấu súng căng thẳng, tiểu đoàn trưởng lệnh cho xe bọc thép chở tổ cắm cờ vòng ra cổng số 2 để đánh úp. Giặc hốt hoảng bỏ chạy tán loạn. Xe bọc thép không chần chừ húc tung cánh cổng sắt xông vào trong. Nhóm chiến sĩ được giao nhiệm vụ cắm cờ đã nhảy xuống, dũng cảm vượt qua làn đạn, áp sát vào hành lang. Khi đã khống chế được địch, ông Đông lưng dắt lá cờ, tay cầm AK, chạy trước xông vào nhà bộ tổng tham mưu Ngụy quyền Sài Gòn. Phía sau là hai đồng đội Đỗ Xuân Hương và Phạm Bảo Uẩn chạy theo yểm trợ. Có lẽ những hành động của ông và đồng đội ngày hôm đó đã được ông Đông gói gọn trong ký ức và cẩn thận giữ gìn, nên khi kể lại rất cụ thể. Khi lên nóc nhà, tôi đợi lâu không thấy đồng đội, liền ngó xuống, nhìn tầng 2 thì thấy đồng đội đang loay hoay. Vì cầu thang gỗ thì gấp khúc mà cán cờ thì lại quá dài, rất khó đi lên. Thế vậy tôi hét vọng xuống, cầm ngọn cán đưa ngược lên. Tôi mở ba lô lấy cờ, hai đồng chí khác, người tung cờ, người lồng cờ và cán. Tôi leo lên cột thép, lột cờ địch xuống, cắm cờ giải phóng lên. Xong việc, nhìn từ trên cao xuống, chúng tôi thấy khắp nơi trong thành phố cờ đỏ sao vàng, cờ quân giải phóng và từng đoàn xe chở quân ta lao nhanh trên đường. Hàng ngàn người dân đã đổ ra hai bên đường, mừng vui đón chào thời khắc lịch sử. Ông Đông cẩn thận phân công một đồng chí ở lại để bảo vệ cờ và cùng đồng đội di chuyển, đi đánh chiếm, tiếp quản các mục tiêu trong khu vực. Khi ấp vào phòng làm việc của tướng Việt Nam Cộng Hòa, các ông thu được rất nhiều đồ vật giá trị, bao gồm các biển chức danh như Đại tướng Cao Văn Viên, Tổng tham mưu trưởng quân lực Việt Nam Cộng Hòa, hộp ấn chỉ, gậy chỉ lệnh, cờ hiệu đuôi nheo, kiếm, v.v. Điều đó cho thấy biết trước thảm bại của ngày hôm đó và sức tấn công mãnh liệt của quân giải phóng đã khiến nhiều tên tướng của Tổng tham mưu quân Ngụy phải khiếp sợ và trốn chạy nhanh, đến nỗi đám lính tráng cũng không hề hay biết gì. Các hiện vật quan trọng và quý giá này sau đó đã được bảo quản, lưu trữ tại phòng truyền thống của Sư đoàn 390, tức là Sư 320B cũ. Sau khi xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ, ngày 17 tháng 5 năm 1975, đơn vị của ông Đông được lệnh ra Bắc. Tháng 9 năm 1990, ông được xuất ngũ trở về quê hương. 35 năm giấu mặt. Sau khi đất nước thống nhất, Sư đoàn 320B và Trung đoàn 48 nơi ông Đông và đồng đội được giao nhiệm vụ cắm cờ đã được nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng. Tuy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và làm nên biểu tượng của quân ta trong khoảnh khắc lịch sử, nhưng các chiến sĩ dũng cảm cướp xe tăng địch tiến vào Sài Gòn, cắm cờ trên nóc nhà của Bộ Tổng tham mưu Ngụy chỉ coi đó là đóng góp nhỏ bé trong sự nghiệp thống nhất đất nước, cho nên cũng không ai nhắc đến chiến công năm đó. Mọi người chỉ nhớ lại những kỷ niệm hào hùng khi đọc cuốn lịch sử truyền thống của Trung đoàn, Sư đoàn. Trong đó có đoạn,
tên của cựu chiến binh Nguyễn Duy Đông bị ghi nhầm thành Nguyễn Văn Đông. Năm 2010, lễ kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng Sài Gòn, để nhắc nhớ về đóng góp nhỏ bé nhưng rất đáng trân trọng của người chiến sĩ cắm cờ trên nóc Bộ Tổng Tham mưu Ngụy năm đó, thì quân đoàn đã giao cho Sư đoàn 390 và Trung đoàn 48 tìm lại ông Đông và mời ông vào thăm đơn vị. Ngày 27 tháng 4, vui mừng được trở lại trung đoàn thăm lại đơn vị chiến đấu, ông đã đem theo các tấm ảnh do phóng viên mặt trận chụp được khi tổ công tác đang treo cờ và một số tấm ảnh khác ông may mắn có được. Có lẽ ông không muốn giữ riêng những ký ức hào hùng, đáng tự hào đó cho riêng mình, nên đã trao cho trung đoàn trưng bày vào nhà truyền thống của đơn vị. Đến lúc đó thì đơn vị mới biết tên chính xác của đồng chí trực tiếp treo cờ giải phóng trên nóc nhà của Bộ Tổng Tham mưu Ngụy năm xưa là Nguyễn Duy Đông, chứ không phải là Nguyễn Văn Đồng. Ngày 27 tháng 4 năm 2010, Trung đoàn 48, Sư đoàn 390 đã cấp giấy chứng nhận do chính ủy Trung đoàn Thượng tá Phạm Văn Đạo ký. Ông Đồng khiêm tốn chia sẻ và cho rằng đóng góp của mình không đáng gì so với những hy sinh của đồng đội. Là người lính Cụ Hồ, khi được giao nhiệm vụ thì phải gắng sức mà làm. Nếu có xét tặng thưởng thì cũng tốt, mà không khen thưởng thì tôi cũng thấy không có vấn đề gì phải băn khoăn suy nghĩ. Tôi chỉ thương những đồng đội đã hy sinh. Trong những ngày gặp mặt hội đồng ngũ, hội cựu chiến binh, chúng tôi đều tổ chức thắp hương mời các anh về. Nếu có tặng thưởng thì chính những con người ấy mới xứng đáng được tặng thưởng, bởi họ đã hy sinh cả cuộc đời cho đất nước, cho sự tồn vinh của dân tộc. Quý vị thân mến, chiến thắng ngày 30 tháng 4 năm 1975 là thành quả vĩ đại trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội do Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo, là trang sử hào hùng, chói lọi trên con đường dựng nước và giữ nước hàng ngàn năm lịch sử của dân tộc. Quân và dân ta đã đánh thắng kẻ thù lớn mạnh và hung hãn nhất của loài người tiến bộ, kết thúc oanh liệt cuộc chiến đấu 30 năm giành độc lập tự do, thống nhất cho Tổ quốc.